Cách sử dụng bật lửa điện bền nhất. Bật lửa điện với nhiều ưu điểm vượt trội ngày càng được các tín đồ bật lửa yêu thích sử dụng. Sử dụng bật lửa điện như thế nào là đúng? Cùng Ambe tìm hiểu cách sử dụng bật lửa điện bền nhất qua video dưới đây nhé! Sử dụng bật lửa điện như thế nào là đúng? Bật lửa điện với nhiều ưu điểm vượt trội, chống gió tốt, dễ sử dụng, dễ sạc điện, độc đáo. Bật lửa điện ngày càng được các tín đồ bật lửa yêu thích sử dụng. Thế nhưng bật lửa điện đôi khi vẫn còn mới lạ với rất nhiều khách hàng. Ambe thường nhận được rất nhiều thắc mắc của khách hàng về cách sử dụng bật lửa, cách sạc điện cũng như bảo quản bật lửa điện. Hướng dẫn cách sử dụng bật lửa điện sạc USB. Bật lửa điện là dòng bật lửa khá độc đáo, được thiết kế với nhiều hình dạng, kích thước khác nhau, có thể là một chiếc móc khóa, một chiếc đồng hồ hay bấm móng. Thật thú vị phải không nào? Không chỉ đa dạng trong cách thiết kế mà cách khởi động bật lửa điện cũng rất độc đáo. Bạn có thể bấm nút, chạm tay cảm ứng, lắc bật lửa hay thổi vào bật lửa để khởi động bật lửa. Chắc chắn bạn sẽ khiến cho nhiều người phải chú ý và tò mò về chiếc bật lửa của bạn. Bật lửa điện không tạo ra ngọn lửa trực tiếp nên không bị ảnh hưởng bởi gió. Bạn có thể sử dụng ngay ngoài trời mà không cần che chắn gì cả. Cách sạc điện cho bật lửa. Bên cạnh cách sử dụng thì bạn cũng cần lưu ý sạc điện thì bật lửa mới có thể hoạt động được. Những chiếc bật lửa điện do Ambe Shop bán đều có kèm theo cáp sạc USB. Bạn có thể sử dụng củ sạc của smartphone, cổng USB của máy tính hay cổng sạc dự phòng đều được. Rất tiện lợi, nhưng có một điều lưu ý là chỉ được sạc ở nguồn điện 5V. Nguồn điện lớn hơn có thể gây hại cho chiếc bật lửa của bạn đấy nhé. Trên đây là một vài cách sử dụng giúp cho bật lửa điện luôn bền đẹp. Các bạn quan tâm mẫu bật lửa này có thể ghé ngay qua Ambe để chọn lựa vô vàn kiểu dáng thích hợp với ưu đãi hấp dẫn nhất nhé. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm các video mới để ủng hộ shop nhé.